xin chào những quý vị khán thính xa thân mến đã đến với kênh chuyện radio góc cảm xúc quý vị và các bạn thân mến trong buổi tối ngày hôm nay ngọc diệp xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngoại tình và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì nghe sau đây thôi mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé thành toán tiền xong tôi xách túi đồ đi về vì gần nhà tôi siêu thị nên tôi đi bộ đang đi trên vỉa hè một giọng nói vang lên phía sau Cô gì ơi Tôi nhìn quay lại thấy anh chàng khi nãy va vào tôi trong siêu thị Dạ có chuyện gì vậy Chúng ta đi cùng đường để tôi xách giúp cô đồ nhé Không cần đâu tôi tự làm được rồi Chồng cô mệt mỏi thế cô mất ngủ hay sao Tôi không sao anh cũng ở gần khu này sao Đúng rồi nhà tôi ở gần đây Tôi tiên quân 30 tuổi còn cô Tôi tên là Thùy Cô ra hiệu thuốc hỏi họ xem có thuốc gì uống chống sưng phù nề không Chưa tôi thấy mắt cô sưng tím bầm nhiều quá rồi đấy Thế tôi im lặng quân tiếp lời Nếu cô ngại thì để tôi đi mua hộ nhé Rồi tôi mang tới nhà cho Tự dưng có người quan tâm tới mình Tôi thấy động lòng ngập ngừng nói Vậy thì phiền anh mua hộ tôi Tôi ngại đi mua quá Được rồi Vậy đắt tôi mua rồi mang tới nhà cô Cô cho tôi địa chỉ đi Kia nhà tôi kia rồi Ngôi nhà cổng xanh đó À tôi thấy rồi vậy lát nữa tôi mua rồi mang qua cho cô có phiền anh không ạ à? tôi không thấy phiền gì đâu vì cô giống em gái tôi em gái anh làm sao ạ à? hai năm trước nó bị chồng đánh đập hành hạ mặt mũi bẩm tím thường xuyên ý nhưng giờ nó ly hôn và về sống cùng bố mẹ tôi rồi cuộc sống của nó bây giờ còn tốt hơn khi có chồng nên vừa nhìn thấy cô tôi đã thấy thương cô rồi mạnh mẽ lên ước gì tôi có thể sao thế à không sao thôi tôi về đây cảm ơn anh nhiều Cô cho tôi số điện thoại đi Có gì tới thì tôi gọi Tôi cho Quân số điện thoại rồi đi về nhà Khi nghĩ lại tôi thấy sự xuất hiện của Quân thật trùng hợp Câu chuyện về em gái của Quân nữa Sao lại giống câu chuyện của tôi đến như vậy Nhưng tôi lại không biết phải lý giải như thế nào Quân mua thuốc rồi anh đi tới nhà Hoàng Thùy Trên đường Quân gọi cho Mạnh Tuấn Tôi nghe Tôi đã tiếp cận Hoàng Thùy thành công rồi nhá Tốt lắm Giờ cậu hãy khiến cô ta tin tưởng cậu đi Tôi sẽ thưởng thêm cho cậu vâng tôi hiểu rồi rồi cứ làm theo kế hoạch đi có vấn đề gì thì gọi điện thoại ngay cho tôi vâng tôi về đến nhà và nhớ lại lời quân nói chọn nhầm thì chọn lại đừng để cuộc đời mình bị hủy hoại bởi sự ích kỷ của người khác Mày nghĩ mà mẹ tôi bế cô bin ra ngồi cạnh lúc nào tôi chẳng hay này mày nghĩ gì mà ngồi ngây người ra thế con thùy tôi giật mình dạ mẹ gọi con nghĩ gì mà ngồi ngây người ra vậy tôi liền nói Mẹ à, hay là con ly hôn mẹ nhé? Ngay lập tức mẹ tôi chửi tôi. Mẹ điên đấy à? Mẹ lại bắt đầu rửa trứng rồi đấy nhá. Thằng Tuấn nó làm gì sai mà cứ thi thoảng mẹ lại đòi ly hôn là sao hả? À? Con không thể sống cả đời bên cạnh người giả tạo như anh ta được đâu. Nó tốt vì mẹ như thế, mẹ còn muốn thế nào nữa Sướng quá hóa sổ đấy à con? Mẹ nhìn mặt con đi, anh ấy đánh con đấy mẹ. Thì tại mày ăn nói vớ vẩn nên nó nóng tính nó mới đánh mày thôi tao nghe nói mày chửi nó là chó đúng không vợ chồng là chó thì nó chả đánh cho đấy à thì anh ấy lăng nhăng bồ bịch anh ấy lừa dối con cả năm nay rồi mẹ có hiểu cái cảm giác bị lừa dối suốt một thời gian dài nó như thế nào không ạ à? con muốn ly hôn con mệt mỏi lắm rồi mẹ ạ à. nói gì cũng phải có bằng chứng mẹ nói nó ngoại tình vậy bằng chứng đâu bằng chứng đâu con đã đến nhà tìm gặp cô gái nhân tình của anh ta rồi chính miệng cô ta thừa nhận rồi mẹ phải tin con chứ con là con gái của mẹ cơ mà Đến mẹ còn không tin con Thì ai nói tin đây Mẹ tôi không những bà không hiểu Mà bà còn nói nhiều câu khiến tôi chảy nước mắt Mày dạo này lại bắt đầu Nói vớ vẩn rồi đấy Hay mai tao bảo thằng Tuấn Đưa mẹ vào bệnh viện khám nhá Không lẽ bệnh trầm cảm của mày lại tái phát rồi hả con Con hoàn toàn bình thường Mẹ nói nhiều câu nghe chua xót quá đấy mẹ ạ Tao giờ không tin tưởng mày được đâu Tốt nhất là mày Mày vào bệnh viện khám đi cho chắc nhá nhỡ phát hiện ra bệnh rồi lại nghĩ quẩn thì sao? Tôi ngồi lặng lẽ khóc, tôi không nghĩ cuộc đời mình lại có lúc như thế này, không một ai hiểu và đứng về phía tôi cả. Trung điện thoại của tôi vang lên là quân gọi. Alo, cô ra cổng đi, tôi mang thuốc tới rồi đây. Tôi lau nước mắt rồi chạy ra mở cửa cho quân, vừa thấy tôi quân cau mày lại. Cô khóc đi à? Không, nhìn mắt cô là tôi biết rồi, thế có chuyện gì cô buồn mà khóc vậy? Tôi không sao đâu, anh đừng có lo. Đây, thuốc tôi mua rồi đây, ngày cô uống hai lần đi, còn đây là hoa quả tôi mua cho cô, cô ăn nhiều vào. Cảm ơn anh, của tôi hết bao nhiêu tiền tôi gửi anh. Thôi, không đáng bao nhiêu cả đâu, tặng cô. Ai, ai lại thế ạ? À? Anh không lấy tiền là tôi ngại đấy." Quân thở dài nói. "Không hiểu sao tôi lại thấy thương cô, nếu cô cảm thấy mệt mỏi thì cô ly hôn đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa." Tôi gật đầu trả lời. "Vâng, dù sao cũng cảm ơn anh nhiều. Không có gì đâu." cô lưu số tôi vào nếu cần thì cứ gọi cho tôi nhà tôi cũng ngay gần đây thôi vâng cảm ơn anh quân xuất hiện và anh đã giúp tôi để tôi có thêm niềm tin về cuộc sống này giữa tôi và quân có sự đồng cảm và sự thấu hiểu cảm thông tôi tin tưởng quân và nhanh chóng coi quân như một người bạn tâm sao của mình nhưng những lúc này tôi cảm thấy cuộc sống của mình bế tắc tôi sẽ gọi cho quân và anh ấy sẽ cho tôi những lời khuyên thật lòng anh ấy cố gắng giúp tôi hết sức có thể có lúc tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn như Quân và Quân là người duy nhất tin vào tôi khi tôi không bị trầm cảm. Mới sáng sớm, Quân đã có mặt ở trước nhà tôi với túi đồ ăn sáng trên tay. Anh dễ sớm vậy. Tôi đi tập thể dục qua đây, mà ngày nào cũng vậy luôn. Tiện thể tôi mua đồ ăn sáng cho cô vai đứa nhỏ đây này. Cảm ơn anh, anh cứ làm vậy tôi sẽ ngại đấy. Có gì đâu mà ngại, chúng ta là bạn cơ mà, cô cầm lấy đi. Vâng. Cảm ơn anh nhiều nhé Rồi quân ngập ngừng hỏi Cô và chồng cô sao rồi Vẫn ổn cả chứ tuổi và anh ấy vẫn chưa nói chuyện gì với nhau Nói chung là không tốt lắm Chiều qua tôi thấy anh ta Tới nhà cô gái hàng xóm bên cạnh nhà tôi Tôi thắc mắc không biết có phải chồng cô Đang qua lại với cô ấy không nữa Anh ở cạnh nhà Vân Anh à Vâng cô ta chính là nhân tình của chồng tôi đấy Quân gật gù nói Hóa ra là như vậy Tôi mới biết người đàn ông tiên tuấn đó là chồng của cô Bảo sao tôi thấy anh ta quen quen Hóa ra tôi thường xuyên nhìn thấy anh ta Và Vân Anh ở ngõ nhà mình Tôi khẽ cười nhạt Trái đất này quả là rất tròn Quanh đi quần lại cũng đều quen biết nhau cả Quân thẳng thắn nói với tôi Chồng cô tệ như vậy rồi Sao cô không ly hôn đi Cô cứ làm khổ bản thân mình như vậy để làm gì Anh ta lấy hai đứa con ra uy hiếp tôi Nên tôi Về lại tôi sợ anh ấy sẽ tìm mọi cách Để giành quyền nuôi hai đứa con của tôi Nên tôi chẳng dám ly hôn vậy thì cô tìm đủ bằng chứng ngoại tình của anh ta đi rồi tôi sẽ nghĩ cách giúp cô tôi có một người bạn làm luật sư rất giỏi tôi sẽ nhờ anh ta giúp cô nếu có đủ bằng chứng ngoại tình thì tôi có quyền nuôi cả hai đứa con đúng không cũng có thể à cô cần bổ sung thêm bằng chứng cô bị anh ta bạo hành nữa như vậy sẽ tốt hơn cho cô đấy tôi hiểu rồi mà anh quân này anh có thể giúp tôi không tôi cần anh giúp một việc này được rồi cô cứ nói thẳng đi dạo này tôi cũng đang sảnh không có việc gì làm vì quá tin tưởng quân nên tôi đã nhờ anh ta theo dõi mạnh tuấn và vân anh vì quân cũng là hàng xóm với vân anh nên để quân theo dõi và thu nhập bằng chứng thì lén lút qua lại với nhau là hợp lý nhất quân vui vẻ nhận lời giúp tôi nên tôi rất mừng may mắn là khi tất cả mọi người quay lưng lại với tôi thì tôi vẫn còn một người bạn tốt và ủng hộ tôi đó chính là quân tại nhà của vân anh mạnh tuấn và quân đang ngồi nói chuyện với nhau Mạnh Tuấn đưa cho Quân một cọc tiền và nói Thưởng thêm cho cậu đây Cậu làm tốt lắm Em cảm ơn anh Giờ chỉ chờ ngày cô ta sập bẫy thôi Mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc trong êm đẹp Quân thử dài Anh có chút e náy trong Trong lòng mình Lừa gạt người khác nói thẳng ra Là lừa gạt một người phụ nữ yếu đuối Quân thấy không vui Mặc dù Mạnh Tuấn cho anh rất nhiều tiền Nhưng dù tiền nhiều đến mấy cũng không thể mua được niềm tin Mà Hoàng Thùy đã tin tưởng ở anh Quân nghĩ đã tới lúc Hoàng Thủy phát hiện ra anh lừa gạt cô, lúc đó Hoàng Thủy chắc chắn sẽ thất vọng lắm. Mặc dù anh thấy ấy nấy, nhưng giờ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, anh khó có thể quay đầu được. Mọi việc của tôi đang tiến triển rất thuận lợi. Quân đã gọi điện và thông báo cho tôi rằng anh đã quay được một đoạn video mà Mạnh Tuấn và Vân Anh thân mật với nhau. Cả những tấm ảnh Mạnh Tuấn ôm hôn Vân Anh tình cảm nữa. Đó sẽ là những bằng chứng quan trọng với tôi trong cuộc chiến này. Thế nhưng khi tôi bảo quân gửi những tấm ảnh và video thân mật đó cho tôi, thì quân nói ngày mai anh sẽ gửi vì điện thoại của anh gặp vấn đề. Tôi rất tin tưởng quân nên không nghi ngờ gì cả. Mai gửi cũng có sao đâu. Ngày hôm sau tôi và Mạnh Tuấn lại cãi nhau. Chúng tôi cãi nhau kịch liệt về chuyện Mạnh Tuấn đi chơi tới 12 giờ đêm mới về. Trước đó tôi đã nhận được tin nhắn của quân thông báo Mạnh Tuấn đang ở nhà Vân Anh. Nên khi Tuấn nói dối rằng anh đi giải quyết công việc của công ty tôi đã nổi điên lên. Đến bây giờ anh vẫn còn lươn lẹo, rõ ràng anh đi gặp Vân Anh mà giờ anh nói là anh đi công việc à? Tôi đi công việc thật, cô không tin thì mặc cô thôi. Anh đừng tưởng tôi ở nhà nên tôi không biết gì, tôi biết hết đấy nhá, nên anh đừng lươn lẹo làm gì mất công. Ly hôn đi, tôi muốn ly hôn. Sau một hồi cãi nhau, Mạnh Tuấn lại hạ giọng xuống xin lỗi tôi. Thôi được rồi, anh xin lỗi, anh sai, anh sai rồi. Anh từng thề với tôi rằng anh sẽ chấm dứt với Vân Anh để chúng ta làm lại từ đầu nhưng kết quả thì sao? Anh vẫn còn lại với nó sau lưng tôi, vậy anh thề để làm gì hả? Mạnh Tuấn lại tiếp tục thề thốt với tôi. Lần này nhất định anh sẽ chấm dứt với cô ta. Xin em hãy tha thứ cho anh một lần này, được không? Anh sẽ giải quyết mọi chuyện và quay về bên vợ con. Anh thề đây. Tôi quá mệt mỏi với những lời thề của anh rồi. Anh thề làm gì chứ? Anh xin em đấy, xin em hãy tin anh một lần này nữa thôi. Tôi im lặng không nói gì trước những lời thể thốt của chồng tôi Tôi nghĩ bụng để xem anh ta có làm được không Tôi sẽ cho anh ta thêm một tuần nữa để chấm dứt với Vân Anh Một tuần sau nếu anh ta chưa chấm dứt với Vân Anh Thì tôi sẽ làm đơn ly hôn và chính thức bắt đầu cuộc chiến với anh ta Chiều hôm sau quân gọi điện cho tôi và nói Chồng cô vừa tới nhà Vân Anh đấy Vậy anh theo dõi giúp tôi Nhớ chụp lại ảnh của họ cho tôi đấy Tôi biết rồi Thế nhưng một lúc sau quân gọi điện cho tôi Và nói giọng rất hoang mang lo lắng Vân Anh gặp chuyện rồi Tôi thấy tiếng đập đồ tiếng hét thất thanh của Vân Anh nữa Không lẽ chồng cô đánh cô ta Vậy sao Anh thấy có gì lạ không Chết rồi Sao thế Anh nhìn thấy cái gì à Tôi thấy Vân Anh nằm giữa sàn nhà Trông cô ta giống như người chết rồi lắm Không biết chuyện thực hư thế nào nữa Tôi lắp bóc không nói nên lời Anh anh vừa nói cái gì hả Hình như Vân Anh bị hại chết rồi Thùy ơi anh có nhìn nhầm không? sao cô ta lại bị chết được chứ? hình như là mạnh tuấn đâm quấy chết rồi. không thể nào, chồng tôi sao có thể, sao có thể giết người được? anh ta đang đi ra cổng đi về rồi. tôi nghĩ cô nên rời khỏi đó đi thủy ạ. À. ba mẹ con cô hãy rời khỏi đó đi. không thể nào. anh có nhìn nhầm không hả? tôi không nhìn nhầm đâu. cô mau đưa con rời khỏi căn nhà đó đi. quần tắt máy. tôi bắt đầu thấy hoang mang, toàn thân run bần bật. Không lẽ lời con nói là rất đúng sao Mạnh Tuấn giết Vân Anh thật rồi sao Rồi tôi chợt nhớ lại những lời Mạnh Tuấn từng nói Vân Anh gài bẫy anh ta Anh ta nói sẽ giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp Rồi quay về với vợ con Giết Vân Anh là cách giải quyết êm đẹp Mà Mạnh Tuấn đã nói ư Tôi chạy lại mở ngăn kéo tủ ra Thì thấy trong ngăn kéo có một khẩu súng Súng ư Mạnh Tuấn để súng ở đây từ khi nào vậy Không được Tôi phải nhanh chóng đưa con tôi ra khỏi đây thôi Thế nhưng mẹ con tôi vừa bế ra đến cửa thì thấy xe ô tô của Mạnh Tuấn đi về. Tôi cuống quá liền chạy vào trong nhà và chốt cửa lại. Tôi hoảng sợ, cứ nghĩ tới việc anh ta giết chết Vân Anh là tôi lại càng hoảng sợ hơn nữa. Nhớ anh ta giết mình vai con thì phải làm sao? Tôi vội chạy lại ngăn tủ cầm khẩu súng và chĩa về phía cánh cửa. Ở bên ngoài Mạnh Tuấn gọi cửa. Thùy ơi, mở cửa ra cho anh. Tôi sợ hãi chẳng dám mở cửa, tiếng đập cửa và tiếng Mạnh Tuấn vang lên. Thùy, Em làm gì trong đó vậy Mau ra mở cửa đi Mở cửa mau lên Tôi hoảng sợ tay cầm khẩu súng Mà cứ run lên bần bật không biết phải làm sao nữa Mở cửa thì tôi không dám mở Tiếng đập cửa càng lúc càng nhiều Tôi bắt đầu hoảng loạn Và mất hết kiểm soát hành động của mình Phải 15 phút sau cánh cửa bị phá bật tung ra Tôi vô cùng hoảng sợ Chĩa súng ra phía cánh cửa Trước sự kinh ngạc của Mạnh Tuấn Hoàng thì em bị làm cái gì đấy hả à? tôi thật sự hoang mang khi thấy mạnh tuấn và rất nhiều cảnh sát đang đứng ở trước cửa nhà tôi, còn tôi thì đang cầm khẩu súng chĩa về phía họ. chắc không nói thì mọi người cũng đoán được kết quả rồi nhỉ? tôi bị cảnh sát khống chế và còng tay đưa đi, còn mạnh tuấn vừa gọi mẹ tôi tới để trông nom hai đứa trẻ con. tôi đã trở thành kẻ tội đồ mắc bệnh trầm cảm và sử dụng vũ khí trái phép. khi tôi bị bắt tới đồn cảnh sát để lấy lời khai, tôi mới biết mình bị quân lừa. Vân Anh cô ta hoàn toàn khỏe mạnh, không hề bị Mạnh Tuấn đâm chết như lời Quân đã nói. Và buổi chiều hôm đó Mạnh Tuấn làm việc ở công ty, không hề tới gặp Vân Anh, có tất cả mọi người ở công ty làm chứng. Tôi nói với cảnh sát tôi muốn gặp Quân và tôi yêu cầu cảnh sát hãy bắt giữ Quân để điều tra, vì tôi nghi có chuyện mờ ám, nhưng cảnh sát không đồng ý, bởi tôi từng bị trầm cảm và phải điều trị mấy tháng liền. Họ cho rằng tôi bị trầm cảm đang tái phát nên tôi bị mắc bệnh hoang tưởng như vậy nên tất cả mọi lời tôi nói đều không có hiệu lực. tôi được đưa đi bệnh viện chữa bệnh trầm cảm và có cả cảnh sát canh giữ cẩn thận. tôi liên tục nói với mọi người là tôi không bị gì cả, nhưng chẳng ai tin tôi. càng cố giải thích, họ càng nói tôi bị trầm cảm thật sự. tôi cảm thấy quá tuyệt vọng vì niềm tin duy nhất của tôi cũng đã bị dập tắt rồi. mạnh tuấn ở nhà, anh ta nhanh chóng làm đơn ly hôn với tôi và anh ta nói rằng không thể sống cùng một người suốt ngày suy nghĩ viền vông những chuyện không hề có. Và dựa vào tình trạng hiện tại của tôi thì đương nhiên quyền nuôi cả hai đứa con thuộc về anh ta. Mạnh Tuấn rất đắc ý bởi kế hoạch của anh ta đã thành công đúng như mong đợi. Tôi điều trị trong bệnh viện được nửa tháng rồi. Phải nói là tôi bị bắt phải điều trị chứ tôi hoàn toàn bình thường và bệnh trầm cảm của tôi đã được chữa khỏi hơn một năm trước rồi. Nhưng tôi không thể giải thích vì không một ai nghe tôi không còn cách nào khác là tôi phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ ở đây. Chỉ có như vậy tôi mới nhanh được ra viện thôi. Chiều nay mẹ tôi vào thăm tôi, nhưng tôi thật sự không muốn gặp bà. Tôi gặp mẹ chỉ vì muốn biết tình hình về đứa con của mình thôi. Mẹ tôi thở dài khi nhìn thấy tôi. Biết ngay là bệnh cũ của mày tái phát. Đang yên ổn thì tái phát bệnh thật mệt mỏi. Còn biết ngay là mẹ sẽ nói câu đó mà. Sự thật là như vậy mà. Mày còn định chối cãi nữa à? Con không chối cãi còn chỉ thấy thất vọng thôi Thôi tao không đôi co với mày nữa Bệnh của mày thì mày tự lo đi Lúc nào rảnh thì tao vào chơi với mày Chứ giờ tao bận trong con mày không vào được đâu Con tự lo được Con chỉ muốn biết tình hình của cô Bon với cô Bin thôi Hai đứa ở với bố thì mày lo cái gì Nghe nói lần này thằng Tuấn làm đơn ly hôn rồi đấy Và nó sẽ nhận nuôi cả hai đứa Thủ tục là chắc xong rồi Mẹ vừa nói cái gì Anh ta làm đơn ly hôn á Tại sao anh ta không thông báo gì cho con Đối với một người vợ mắc bệnh trầm cảm như mày Thì cần gì phải thông báo chứ Nó tự giải quyết là được rồi Đồ khốn nạn Anh ta nhân cơ hội giành quyền nuôi con của con đây Tôi cắt ẩm lên Tới mức bác sĩ phải đưa tôi về phòng bệnh Và bảo mẹ tôi đi về Đúng là đồ khốn nạn Anh ta đã lên kế hoạch từ trước để để tôi vào đây Giờ đây tôi mới ngồi nghĩ lại Vân Anh từng nói với tôi Là Mạnh Tuấn đã lên kế hoạch để ly hôn Và giành quyền nuôi hai đứa con Cô ta đã nói đúng, chỉ tôi không ngờ anh ta lại khốn nạn tới mức này thôi. Và còn quân nữa, hắn là một con cờ mà Mạnh Tuấn thuê để tiếp cận và gái bẫy tôi. Tôi thấy mình quá ngu ngốc khi tin những lời quân nói. Đêm hôm đó tôi không ngủ được trong đầu bắt đầu có những ý nghĩ trốn khỏi bệnh viện này. Nửa đêm tranh thủ lúc mọi người đi ngủ, tôi mới chạy xuống tầng 1 rồi tìm cách trèo thường và trốn ra ngoài. Tôi chạy thẳng về nhà, nhưng căn nhà của chúng tôi đã khóa cửa ở bên ngoài. Không biết Mạnh Tuấn đã đưa hai đứa con của tôi đi đâu rồi Không tìm được con tôi vô cùng hoảng sợ Tôi chạy sang nhà Vân Anh Thì cô ta đã dọn đi nơi khác rồi Tôi tuyệt vọng và chỉ biết ngồi khóc thôi Một lúc sau tôi tỉnh táo hơn Tôi sang nhà quân cửa chốt bên trong Đúng là anh ta đang có nhà Đồ khốn tôi sẽ tính sổ với anh Tôi trèo qua cổng và đi vào nhà quân Không hiểu sao lúc này Tôi lại thấy bản thân mình mạnh mẽ đến như vậy Cánh cổng nhà quân cao như thế nào tôi cũng có thể trèo được. Tôi đi vào phòng khách thấy hai chai bia quân để trên bàn. Tôi liền cầm theo và đi tìm phòng ngủ của quân. Tôi đập cửa dầm dầm và gọi. Quân, ra mở cửa, nhanh lên. Quân mắt nhắm mắt mở, anh ta ra mở cửa giọng nói đầy ngái ngủ. Ai thế? Tôi liền cầm chai bia và đập thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta giật mình lo sợ. Chai bia vỡ tan bén tung tóe trong lúc anh ta chơi với, tôi cầm cổ chai bia, sắc nhọn và dí vào cổ anh ta. Thằng chó này, mày thông đồng với thằng Tuấn gài bẫy tao. Mày mau chết đi. Quân lúc này mới hoàn hồn, anh ta đứng im không phản kháng gì. Hoàng thủy tôi xin lỗi. Tôi nghiến răng. Quá muộn rồi. Giờ anh xin lỗi tôi thì cũng quá muộn rồi. Mấy người là một lũ khốn nạn. Tôi hận các người. Tôi cứ một vết dài trên cổ anh ta. Máu chảy ra từng giọt. Tôi trứng mắt nói. Giờ tôi đang mắc bệnh trầm cảm và tâm thần Nên bây giờ tôi có giết anh Thì tôi cũng không sao đâu nhỉ Chính anh tự mình đẩy vào chỗ chết đấy Anh mau chết đi Quân ngập ngừng Tôi có thể chuộc lỗi với cô không Chuộc lỗi sao Đúng vậy tôi muốn chuộc lỗi với cô Mấy ngày hôm nay tôi xe rất không yên Tôi cảm thấy có lỗi với cô nhiều lắm Nên tôi ở lại đây chờ cô Vì tôi biết nhất định cô sẽ quay lại tìm tôi Anh chờ tôi quay lại sao Anh cảm thấy có lỗi với tôi sao anh lại bắt đầu lừa gạt tôi đồ khốn nạn Cô bình tĩnh lại đi Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lát đi Tôi có chuyện muốn nói với cô Nhưng tôi không có chuyện gì để nói với anh Tôi có đầy đủ bằng chứng ngoại tình Và kế hoạch ly hôn của Mạnh Tuấn Anh vừa nói Anh có đầy đủ bằng chứng Và kế hoạch của Mạnh Tuấn sao Đúng vậy Chúng ta ra phòng khách ngồi nói chuyện nhé Tôi không tin Anh đang lừa tôi Cô bình tĩnh rồi suy nghĩ lại đi Nếu tôi không chờ cô ở đây thì cô nghĩ tôi đây để chờ chết sao Nếu tôi không nói thật thì tôi đã đi nơi khác rồi Sao tôi có thể Sao cô có thể tìm đến đây dễ dàng được chứ Anh ta nói đúng Nếu anh ta không chờ tôi quay lại Thì anh ta đã cao, cao chạy xa bay rồi Chẳng đời nào anh ta đứng đây để chờ chết như vậy Mạnh Tuấn và Vân Anh Cũng đã đi nơi khác để tránh mặt tôi Thì tại sao quân lại không thể chuyển đi Không lẽ anh ta cảm thấy hối hận thật sao Tôi hạ giọng xuống và nhìn anh ta với một hy vọng cuối cùng. Anh nói thật không? Tôi có thể tin anh một lần nữa sao? Tôi nói thật, xin cô hãy tin tôi. Giờ ngoài hy vọng vào anh ta, thì tôi không thể hy vọng vào một ai nữa, nên tôi thở dài rồi đi cùng anh ta ra phòng khách. Anh nói anh có bằng chứng, vậy bằng chứng đâu? Đây. Quân mở điện thoại ra, trong điện thoại của anh có rất nhiều bức ảnh tình cảm của Mạnh Tuấn và Vân Anh, có cả video nữa. Chờ hết đâu, cô sẽ bất ngờ khi xem cái này đấy. Quân mở cho tôi xem đoạn chat giữa Quân và Mạnh Tuấn. Trong đoạn chat đó, Mạnh Tuấn nói chi tiết cho Quân biết kế hoạch cài bẫy tôi để dồn tôi vào đường cùng. Anh ta lên kế hoạch rõ ràng để đánh lừa tôi và để mọi người nghĩ tôi bị trầm cảm. Khi tôi sập bẫy thì anh ta sẽ chủ động ly hôn với tôi và đương nhiên là quyền nuôi con thuộc về anh ta rồi. Quân thở dài. Tôi đã cố ý giữ lại tất cả những bằng chứng đó, hy vọng có thể giúp cô được phần nào. Hoàng thì tôi xin lỗi cô, thật lòng xin lỗi cô. Tôi đã ngồi ngoài phần nào, tôi cười vô vị nói, liệu tôi có thể giành lại quyền nuôi con không? Tôi thật sự không đủ niềm tin quân ạ. À. Quân nhìn tôi và nói, tôi sẽ cố gắng giúp cô hết sức có thể, coi như là để chủ lỗi với cô. Cô hãy tin tưởng ở tôi thêm một lần nữa. Thế rồi tôi và Quân đã móc nối với nhau để đánh lừa Mạnh Tuấn. Cách duy nhất để anh ta bị cảnh sát bắt là tôi chứng minh anh ta là kẻ vũ phu. Tôi sẽ đưa anh ta vào bẫy giống như những gì lúc trước anh ta đã làm với tôi. Cô lấy xe đưa tôi tới trước cổng nhà mới của Mạnh Tuấn và Vân Anh. Nhà anh ta đây, cô đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, anh nhớ quay lại cẩn thận và rõ ràng nhé. Tôi biết rồi. Theo kế hoạch, tôi đi xuống trước cổng và gọi Mạnh Tuấn ra nói chuyện. Và con ngồi trên xe sẽ dùng điện thoại quay lại toàn cảnh cuộc nói chuyện giữa tôi và Mạnh Tuấn. Tôi bắt đầu bấm chuông cổng. Đầu tiên là Vân Anh ra mở cổng vừa nhìn thấy tôi cô ta đã thay đổi sắc mặt. Thùy, sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đang ở bệnh viện điều trị bệnh trầm cảm sao Tôi có bị bệnh đâu mà phải điều trị chứ Mạnh Tuấn đâu Tôi muốn gặp anh ta Cô tìm anh ấy có việc gì không Có lẽ cô cũng muốn quay lại với anh sao Tôi chỉ muốn thương lượng với anh ta Với hai đứa con tôi thôi Một kẻ trong hoa như anh ta Tôi không cần đâu Anh ta vẫn là của cô Cô tính níu kéo anh ấy về bên cô chứ gì Tôi còn lạ gì cô nữa Bỏ ngay cái suy nghĩ ngày thơ đấy đi Tôi không níu kéo anh ta đâu một người đàn ông sống xả tạo Lừa gạt tất cả mọi người như anh ta Thì tôi không cần nữa Cuộc Của cô hết đấy cô giữ lấy mà dùng À quên, anh ta còn rất vũ phu Vai đánh đập bạo hành vợ con Nên khi sống với anh ta cô phải cẩn thận Kéo có ngày anh ta lại tìm cách để cô vào bệnh viện tâm thần đấy Hãy lấy tôi ra mà làm gương Tôi cố tình bóc mẽ Mạnh Tuấn Trước mặt Vân Anh Chủ yếu để quân quay lẽ hết toàn bộ cảnh đó Vân Anh không nói gì Mà đi thẳng vào nhà gọi Mạnh Tuấn Anh ơi Hoàng Thùy tới tìm anh đây này Cô ta đứng ở ngoài cổng đấy Tuấn co mày lại Chẳng phải cô ta đang trong bệnh viện sao Em có biết đâu anh ra cổng xem đi Mạnh Tuấn đi ra ngoài thấy Hoàng Thùy Anh ta lử mắt hỏi Thùy sao cô lại ở đây Cô trốn viện đấy à Tôi có bệnh gì đâu mà trốn Tôi muốn gặp hai con Anh cho tôi vào gặp con một lát được không Mạnh Tuấn nhất quyết không cho tôi vào Anh ta đe dọa tôi Cô mà biến đi Từ bây giờ cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa Tôi cấm cô đấy Tôi và anh ta cãi nhau một trận kịch liệt Anh bị làm sao thế Tôi là mẹ của hai đứa con Anh không có quyền cấm đoán mẹ con tôi gặp nhau Anh mau tránh ra đi tôi muốn gặp con tôi Cô cút đi Chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa Hai đứa con còn nhỏ Tôi có quyền nuôi dưỡng chúng Anh đừng có mà vô lý như vậy chứ Cô không có quyền gì cả đâu Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ cho cô gặp lại hai đứa con đâu Nhớ rõ lấy Giờ thì cút đi Tôi muốn gặp con anh tránh ra Tôi và Mạnh Tuấn rằng co nhau một hồi ở trước cửa nhà. Mạnh Tuấn tức điên lên. Anh ta kéo tôi ra không được liền lao vào bóp cổ tôi. Vừa bóp cổ tôi anh ta vừa nghiến răng nghiến lợi, chửi rùa tôi thậm tệ. Mẹ con chó này, tao nói mày cút sai đứa con của tao ra, sao mày cố chấp thế hả? À? Tôi xin lỗi, tôi là mẹ của hai đứa con. Anh đừng cấm cản mẹ con tôi như thế. Mạnh Tuấn nghiến răng, hai tay anh ta siết chặt lấy cổ tôi. Cút ngay, mày có tin tao giết mày không con chó này? Tôi làm gì Tôi có làm gì anh đâu chứ Anh ngoại tình hết với người này người nọ Tôi có nói gì anh đâu Sao anh cứ tìm cách chia rẽ mẹ con tôi Và đẩy tôi vào đường cùng như vậy Vì tôi ghét cô Tôi van xin anh đấy Tôi cố tình ra vẻ đáng thương van xin Mạnh Tuấn để tôi ngã lăn ra đất Rồi anh ta chỉ tay vào mặt tôi nói Cút ngay Cô mà còn tới đây một lần nào nữa Thì tôi xiết cô đấy Đây là lần cuối cùng tôi tha mạng cho cô Cô nhớ rõ chưa Mạnh Tuấn nói anh ta bỏ vào nhà và đóng cửa lại. Tôi mỉm cười rồi nằm út mặt xuống đất. Tôi lấy lọ máu nhỏ sát sẵn. Tôi lấy lọ máu trong sẵn túi quần và đổ lên ngực mình. Sau đó lào đảo đứng dậy và quay mặt về phướng, phướng quân. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Tôi đi ra chỗ quần và đứng đấy. Anh quay rõ chứ? Rất rõ nhá. Lần này anh ta sẽ phải trả giá đắt cho những sai lầm mà anh ta gây ra. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Quân thở dài rồi nhìn tôi cười Cô không trách tôi là tôi biết ơn cô lắm rồi Mà Mạnh Tuấn là người mưu mô xảo quyệt Cô Phật cần phải cẩn thận đấy Tôi biết rồi Bây giờ chúng ta về thôi Quân chờ tôi về cổng bệnh viện rồi Anh ta đi Tôi đi vào trong Thì mọi người đang nhốn nháo lên tìm tôi Nhìn thấy tôi về chị y tá lo lắng Khi thấy cổ tôi đầy máu Em bị làm sao thế này Tại sao lại ra nông nỗi này Tôi sớm rớm nước mắt Dạ em em nhớ con quá nên em tìm về nhà với con chị ạ à. em xin lỗi thôi em vào đây chị xem vết thương cho tại sao lại chảy nhớ máu thế này chứ là ai đã gây ra vậy dạ anh tuấn không cho em gặp con còn đánh em bóp cổ em đấy chị ạ à. em không hiểu nổi anh ấy đang nghĩ gì nữa đúng là loại khốn nạn sao nó lại đối xử với em như vậy dù sao em cũng là mẹ của hai con của nó mà khổ thân em quá Tôi bật khóc nước nở khiến chị y tá càng thêm xót xa. Mọi việc đã xong xuôi, tôi tắm giặt rồi lên giường nằm nghỉ ngơi. Từ ngày mai, mọi chuyện sẽ thay đổi và tất cả mọi người sẽ biết bộ mặt thật của người chồng quốc dân mang tên Mạnh Tuấn và anh ta sẽ phải trả giá. Buổi sáng, Mạnh Tuấn và Vân Anh dậy chuẩn bị ăn sáng. Mạnh Tuấn dặn cô giúp việc. Dì nấu cháo rồi cho bon vào bên ăn đi. Vâng, tôi đang nấu cháo rồi ạ. À. Tôi đi làm, Dì ở nhà trông hai đứa nhỏ cẩn thận Đừng để bất cứ ai vào nhà nhé Nhất là Hoàng Thùy Cô ta mà tới thì không cho tôi cô ta vào nhà Tuyệt đối không được để cô ta gặp hai đứa nhỏ Dì nghe rõ chưa Vâng tôi nhớ rồi Mạnh Tuấn thấy Vân Anh đi ra ngoài cửa rồi Anh ta mới nói nhỏ với cô giúp việc Dì để ý cả Vân Anh nữa Xem cô ta thật sự thương hai đứa con của tôi không Tôi không tin tưởng vào tình thương của một người mẹ kế đâu Dì giúp tôi rồi tôi sẽ thường Vâng tôi sẽ chú ý Cậu cứ yên tâm đi Thôi được rồi tôi đi làm đây Mạnh Tuấn đi ra ngoài cho Vân Anh và nói Em ăn sáng đi Lát anh tới công ty luôn Thì em với taxi về Dạ vâng Tuấn và Vân Anh đi ăn sáng xong Mạnh Tuấn tới công ty còn Vân Anh Với taxi đi về nhà Vân Anh thấy gì giúp việc Đang cho Bon và Bin ăn sáng Hai đứa nhỏ cứ nô đùa chạy quanh khắp phòng Cô thở dài Hai đứa này nói cười ở Mỹ ít thôi Lúc nào cũng như cái chợ vỡ đấy Dì giúp việc liền gọi Bon ơi Bin ơi lại đây với bà nào Hai đứa lại gần dì giúp việc Nhưng vẫn chí chóe nhau liên tục Vân Anh đi lại phòng cô nghĩ Không hiểu anh Tuấn nghĩ kiểu gì Đòi nuôi cả hai đứa con trai Để thằng Bin cho mẹ nó nuôi thì chết à Đúng là độ ích kỷ Rồi mình sẽ đẻ thêm hai đứa nữa là bốn đứa Rồi bọn nó ồn nào ở Mỹ suốt ngày Còn hơn cả bây giờ nữa Quá là mệt mỏi Rồi cô bất chợt nhớ Tháng ngày cô đã chậm kinh 10 ngày rồi Vân Anh xem lịch rồi thốt lên Có khi nào mình có bầu rồi không Cô ta đứng dậy Cô hào hứng đi ra đầu ngõ mua que thử thai Cả hai que đều lên hai vạch Vân Anh sung sướng nhảy cẫng lên Mình có thai rồi Mình sắp được làm mẹ rồi Cô liền đi ra phòng khách quát xỉ giúp việc Và hai đứa nhỏ Dì không quát bọn nó Cho bọn nó câm mồm vào đi Suốt ngày nô đùa ở Mỹ thế này Tôi mang thai rồi đấy Cứ ồn nào như thế Sao tôi nghỉ ngơi được chứ thì cô vào phòng đóng cửa lại cách âm mà cô Tôi không thích đóng cửa Tôi thích mở cửa đấy Dì thích ý kiến không Hay để tôi đuổi việc gì nhé Dì giúp việc im lặng không nói gì Cho tới khi Vân Anh vào Thì dì giúp việc liền gọi điện cho Mạnh Tuấn Và mách rằng ở nhà Vân Anh hay quát gì Và hai đứa nhỏ tránh ngược hoàn toàn với những lúc có Mạnh Tuấn ở nhà Mạnh Tuấn anh ta vốn rất cưng chiều hai con trai của mình. Khi nghe dì giúp việc nói, Vân Anh rồi thói dì ghẻ con chồng, nên anh ta rất bực mình. Đúng như mình suy đoán, dì ghẻ thì mãi là dì ghẻ thôi, không bao giờ trở thành mẹ được. Thế mà lúc nào cô ta cũng mờ mồm ra nói, em thương các con nhiều lắm, muôn phần giả tạo. Mẹ Tuấn đang bực mình, thì tin nhắn của Vân Anh tới kèm hình ảnh que thử thai hai vạch. Chồng yêu, vợ có thai rồi. Mẹ Tuấn nghĩ, bây giờ cô ta chưa có con, mà cô ta đã quá quát ghét bỏ con mình như vậy Đến nữa cô ta sinh con của cô ta Thì chắc là phải ghét con mình như bắt nước đổ đi Mạnh Tuấn không trả lời Và anh cũng không gọi lại khi Vân Anh gọi điện để báo Biết tin rằng cô ta có thai Anh ta cũng không thèm bắt máy Vân Anh thấp thỏm Chờ tới tối Mạnh Tuấn trở về Cô giao ôm của anh và thủ thì Chồng ơi vợ có thai rồi Ngay lập tức Mạnh Tuấn lạnh lùng nói Bỏ đi Vân Anh không tin cô còn hỏi lại anh vừa nói cái gì cô? Em đi giải quyết đi. Bây giờ không phải là lúc đâu. Cô ta hoàn toàn sốc, gắt lên. Mạnh Tuấn, anh có biết là anh đâu nói gì không hả? Sao anh có thể nói ra những câu đó được chứ? Vậy là giết con chúng ta đấy. Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Mạnh Tuấn thở dài nói. Nhưng chưa phải lúc này. Bây giờ Bon và Bin còn nhỏ. Chúng ta cứ nuôi dạy hai đứa khôn lớn rồi tính sau. Mạnh Tuấn nói rồi anh ra chỗ khu Bình và bế nó lên nịnh nọt âu yếm. Bình ngoan của bố, Bình đẹp trai nhất nhà. Bình ăn gì bố mua? Vân Anh tức lồng lộn lên. Anh ấy chỉ muốn nuôi con anh ấy thôi. Còn con mình thì anh ấy bắt đi phá đi. Đúng là đồ khốn nạn. Mấy ngày hôm sau, Vân Anh đã cố tình lờ chuyện Mạnh Tuấn bắt cô đi phá thai. Nhưng Tuấn vẫn cương quyết bắt cô đi phá bằng được. Mai chủ nhật, em đi giải quyết đi. Đừng để lâu quá không tốt đâu thai được hơn một tháng rưỡi rồi anh Hay là mình giữ con lại đi anh Không, anh quyết định bỏ là bỏ Em đừng nói nhiều nữa Mai đi giải quyết đi Vân Anh bật khóc Cô cố gắng năn nỉ để giữ lại đứa bé Nhưng Mạnh Tuấn nhất quyết không đồng ý Cô chỉ biết lặng lẽ khóc trong bất lực và đau khổ Tối hôm đó Vân Anh đang nằm lướt điện thoại Cô và Tuấn không nói chuyện gì với nhau Vì cô buồn lòng khi nghĩ tới Sáng ngày mai cô phải đi phá thai Đăng đứt thì cô dừng lại trước một đoạn video Một đích ảo chia sẻ. Vân Anh ngạc nhiên khi thấy trong video có Mạnh Tuấn và Hoàng Thì, hai người đã cãi nhau ở cổng cô vợ ngồi dậy đi ra ngoài phòng khách gọi Mạnh Tuấn. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn, có chuyện gì? Anh xem đi này. Mạnh Tuấn nhìn vào màn hình điện thoại, anh há hốc mồm kinh ngạc. Chuyện quá gì đây? Video anh đánh, bóp cổ Hoàng Thùy và những lời chửi đe dọa chị ta đang được chia sẻ tràn lan trên mạng đấy rốt cuộc là chuyện này là sao đây? Anh ta bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên. Ai đã quay đoạn video đó là ai? Đoạn video Mạnh Tuấn bao hành vợ trà lan trên mạng, hình ảnh người chồng quốc dân hoàn toàn sụp đổ. Tất cả mọi người ai cũng sốc khi họ không thể tin là họ bị lừa suốt những thời gian qua. Rồi chỉ ngay sau đó những hình ảnh Mạnh Tuấn ngoại tình cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Mọi người đổ xô vào trang cá nhân của Mạnh Tuấn chửi anh nhiều. Người ta còn kích động đe dọa nếu anh còn đánh vợ một lần nữa thì họ sẽ không tha cho anh, khiến anh phải khóa Facebook lại. Anh ta bị mọi người tẩy chay khi những chuyện ngoại tình, rồi những vụ anh bạo hành vợ cũ, rồi cả chuyện anh cố tình gài bẫy để đưa vợ vào bệnh viện điều trị trầm cảm, thực tế vợ anh không bị bệnh. Mạnh Tuấn đang là người chồng quốc dân trong mắt mọi người, giờ hình ảnh tốt đẹp sụp đổ thay vào đó là một sự giả tạo, lừa gạt tất cả mọi người dưới sức ép dư luận quá lớn công ty anh đang làm việc quyết định chấm dứt hợp đồng và ngay sau đó sự thật được phơi bày. Mất việc làm Mạnh Tuấn ở nhà và không dám thỏ mặt đi ra ngoài đường. Ngày ra tòa đã cận kề, với tình hình này anh có có thể nhận nuôi hai con. Vân Anh nhân cơ hội Mạnh Tuấn gặp sắc rối nên cô giữ lại đứa con trong bụng mình. Tuy nhiên cô vẫn không thể qua mặt được Mạnh Tuấn. Vân Anh, em vẫn chưa giải quyết cái thai sao? Vân Anh ngập ngừng nói, em mạnh tuấn trừng mắt lên nhìn vân anh bây giờ em không coi lời nói của anh ra gì đúng không anh à chúng ta giữ lại đứa bé đi anh anh nói không được tại sao lại không với tình hình hiện tại của anh thì không thể nhận nuôi cả bon và cu bin đâu nên em muốn chúng ta giữ lại đứa con này mạnh tuấn vẫn lạnh lùng nói với tình hình này thì càng phải bỏ đứa bé đi em không hiểu sao với sức ép này thì sao có thể sinh nó ra được chứ vân anh bật cười thất vọng thì ra là anh sợ sức ép dư luận Sợ ảnh hưởng tới anh Nên anh nhất quyết bắt em phá thai Sao anh ích kỷ quá vậy Cô vừa nói ai ích kỷ đây Em nói anh Anh là kẻ ích kỷ hèn nhát dám làm nhưng không dám chịu Em thật sự thất vọng về anh Mạnh Tuấn tắt thẳng vào mặt Vân Anh Khiến cô ngã ngửa ra sau Vân Anh kêu gào ầm lên Anh bị điên đấy à Tôi đang mang thai đấy Sao anh có thể tàn nhẫn với vợ con anh như vậy hả à? Cô câm mồm vào đi Tôi và cô là vợ chồng khi nào vậy? Cô đừng nhận vơ vào nữa. Đồ, đồ khốn nạn. Bây giờ anh muốn trốn tránh trách nhiệm với mẹ con tôi sao? Mạnh Tuấn chẹp miệng rồi nói giọng rất khó chịu. Chắc gì đứa bé đã là con của tôi. Có khi của thằng khác cũng nên. Cái loại đàn bà dầm đãng như cô thì có khác gì đồ công cộng đâu nhỉ? Vân Anh uất ức khi thấy Mạnh Tuấn phũ phàng hất cô đi như vậy. Cô gào khóc và bắt đầu ân hận khi cô bỏ tất cả để chạy theo anh ta, để giờ đây mọi chuyện vỡ lở anh ta lại muốn đá bay cô xa đến như vậy. Tôi đi taxi tới để đón Bon và Bin. Lần này gặp tôi, Mạnh Tuấn không cấm cản tôi nữa. Anh ta ra mở cổng cho tôi và nói giọng rất tử tế. Em tới thăm con đấy à? Tôi đón hai đứa về bên ngoài một thời gian. Được rồi, em vào nhà đi, hai đứa đang đợi em đấy. Vào nhà tôi thấy Vân Anh đang ngồi ở phòng khách với khuôn mặt bầm tím tôi thầm nghĩ Cô ta lẽ nào bị Mạnh Tuấn đánh ư? Tôi chẳng nói gì, đi vào phòng thu dọn quần áo của hai đứa rồi dắt hai đứa đi. Mạnh Tuấn không thể ngăn cản tôi đón con được nữa, bởi vì bây giờ nhất cử nhất động của anh ta đều được dư luận quan tâm, nên Mạnh Tuấn không thể chia cắt mẹ con tôi được. Và lại, anh ta bắt đầu có ý nghĩ muốn quay lại đoàn tụ với ba mẹ con tôi. Anh ta muốn mọi người bỏ qua những tội lỗi của anh ta, và anh ta muốn lôi ba mẹ con tôi ra để xoa dịu dư luận. Mạnh Tuấn xứng đáng là người đàn ông khôn ngoan và giả tạo bậc nhất. Thế nhưng tôi đâu có ngốc mà quay lại với anh ta đâu. Tôi đưa hai đứa con về nhà thuê mà tôi đã thuê trước đó để chăm sóc. Tôi tự mình chăm sóc hai con, không cần mẹ đẻ của tôi chăm hộ. Bởi tôi không đủ lòng tin vào một người mẹ sống chỉ biết tới tiền và tin vào con rể mù quáng như bà ấy. Mọi chuyện, khi vỡ lở, Mạnh Tuấn bị trả giá, con tôi được cộng đồng mạng giúp đỡ rất nhiều tiền và tôi tìm được một công việc tốt Tôi thuê bảo mẫu đưa đón con đi lớp rồi tôi đi làm kiếm tiền. Cuộc sống của tôi có chút vất vả nhưng tối về tôi được quê quần bên con. Đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Nhận được thông báo ngày mai lên tòa án giải quyết vấn đề ly hôn mà tôi nửa mừng nửa lo. Mừng vì tôi sắp chấm dứt với một người chồng tệ bạc như anh ta. Và lo vì tôi sợ tôi không quyền nuôi cả hai đứa con. Quân đã nói anh ta sẽ giúp tôi rồi. Một người bạn làm luật sư của anh ấy giúp tôi có đủ điều kiện để nuôi hai con nhưng tôi vẫn thấy lo lắng mạnh tuấn sau khi bị đuổi việc anh ta đi tìm công việc mới nhưng không công ty nào nhận anh ta cả họ cứ nhận ra anh là họ từ chối không nhận luôn không tìm được công việc mạnh tuấn về nhà thấy vân anh vẫn ngồi ở phòng khách lướt điện thoại anh ta cáu quá gắt lên vân anh sao cô còn chưa đi tôi bảo cô dọn quần áo và đi ra khỏi nhà tôi cơ mà vân anh nhàn nhó khó chịu anh bị làm sao vậy à anh đuổi em đi thì em biết đi đâu bây giờ chứ cô đi đâu thì mặc xác cô tôi không quan tâm đi đi cô mau đi đi em không đi anh muốn đuổi em đi để anh còn tìm cách níu kéo hoàng thùy chứ gì cô đi đi đừng có nhiều lời nữa em đang mang thai đứa con của anh đây sao anh có thể nhẫn tâm đuổi em đi như vậy chứ tôi đã nói cô đi phá rồi nhưng cô không nghe tôi thì bây giờ cô phải chịu thôi cô còn mở mồm ra mà kêu cả biến ra khỏi nhà tôi anh là kẻ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp đến mạnh tuấn ạ à. Một kẻ khốn nạn như anh sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu Anh đang bị nghiệp quật như vậy Mà anh vẫn không sống tử tế hơn à Cô im mồm vào ngay cho tôi Tôi nói đúng Rõ ràng anh đang bị nghiệp quật đấy Anh trắng tay rồi mà đáng lẽ ra anh phải cảm ơn tôi Vì khi anh thất bại tôi vẫn ở bên cạnh anh đấy Mạnh Tuấn tức điên lên Anh ta giơ tay tát cho Vân Anh một cái trời sáng Vì gặp một loại con đàn bà như mày Nên cuộc đời tao mới thất bại như vậy đấy Này cút ngay không tao giết chết mấy bây giờ. Vân Anh ngã lan ra sàn nhà. Trong lúc Vân Anh đang chóng váng thì Mạnh Tuấn cầm chân cô và kéo lê ra ngoài cửa. Vân Anh không thể tượng tưởng tượng nổi tại sao cô lại bị chính người đàn ông mà cô thương đối xử tàn nhẫn đến như vậy. Bị kéo sông sộc ra cửa nhà, Vân Anh đau ê ẩm khắp người, toàn thân chóng váng. Cô bám chặt vào cánh cửa nên Mạnh Tuấn không kéo nổi. Cô lồng cùng bỏ dậy, Mạnh Tuấn liên tục chửi rủa và đuổi cô. Còn phò non này, Mày mau cút ra khỏi nhà tao Cút đi, đồ hãm, con khốn kiếp, con chó má Vân Anh lúc này cơn vẫn nổ đã lên tới đỉnh điểm cô gào lên Mày mới là thằng khốn kiếp đấy thằng chó má Tao nguyền rủa mày ra đường, ô tô đâm chết mày Chết không toàn thây, thằng chó má, tao khinh Thế rồi Mạnh Tuấn lao vào đánh Vân Anh Vân Anh vì tức quá, cô chạy thẳng vào bếp Ngay lập tức Mạnh Tuấn đuổi theo Nhưng anh ta không thể ngờ được là Vân Anh chạy vào bếp Cầm con dao, trên tay. Cô ta quay lại và chém liên tiếp vào người Mạnh Tuấn. Vì Vân Anh đang trong cơn kích động đến đỉnh điểm, nên Mạnh Tuấn hứng chọn tất cả những nhát sao của Vân Anh. Mạnh Tuấn gục xuống, anh ta nằm chết không nhắm mắt, máu chảy lênh láng xa sàn nhà. Buổi sáng tôi thay quần áo để chuẩn bị lên tòa án. Sáng nay quần đã tới chở tôi đi, tôi thở dài lấy hết can đảm. Cố gắng lên. Một lúc sau quân tới. Anh quân, sao anh tới muộn thế? Chúng ta đi thôi, sắp tới giờ rồi." Quân ôm lấy tôi và nói, "Anh nói chuyện này, em phải thật bình tĩnh đấy." Dạ vâng, chuyện gì vậy anh?" Mạnh Tuấn bị chém giết đêm qua rồi em ạ." À. "Anh ta bị chém giết ư? Ừ, ai chém ạ?" À? "Vân anh, đêm qua hai người đó xô sát đánh nhau nên Vân anh chém chết anh ta rồi." Tôi đứng lặng người khi nghe tin sốc, mặc dù tôi và Mạnh Tuấn sắp ly hôn và chúng tôi có nhiều mâu thuẫn, nhưng dù sao tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay Tôi nghe chuyện mà cũng thấy xót xa khóe mắt Dù sao cũng là bố của hai con tôi Những tháng ngày sau đó Ba mẹ con tôi sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau Anh Quân vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ Và che chở cho mẹ con tôi Cuộc sống của chúng tôi Có thể không giàu có về vật chất Nhưng tình cảm thì không thao có thể so sánh được Thì thoảng mẹ con thi thoảng mẹ tôi có tới thăm Bà đã cảm thấy ái náy với con cháu Nhưng mẹ tôi vẫn còn ngại ngùng lắm Hy vọng thời gian sẽ xoa so dịu những rào cản để tình cảm mẹ con tôi trở nên tốt đẹp hơn. Những ngày tháng bão tố đã qua, giờ chỉ còn những ngày tháng yên bình. Có hai con ở bên cạnh và có quân, người đàn ông đã vì mẹ con tôi mà thay đổi. Đối với tôi, như vậy là đã quá đủ rồi. Tôi sẽ trân trọng những thứ còn ở lại. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn này của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại!